Xin chào anh em nhé. Ở video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo phí Multi với đa chữ ký ấy, ở trên trang Vonsite.safe.io. Thì mục đích là để đảm bảo an toàn, nếu mà an toàn cho cái tài sản của mình khi mà mình để xác thực giao dịch thì mọi người cần phải từ hai chữ ký hoặc trở lên. Chúng ta có thể tạo 9-10 chữ ký đều được, có mỗi ví cần phải một chữ ký. Sau khi ký đủ số chữ ký đấy thì giao dịch mới được thực hiện đấy. Thì dùng chủ yếu dùng cho quan trắc, mình đây mình chỉ để trải nghiệm thôi, và mục đích là mình muốn test cái khả năng, có khả năng triển khai ở có khả năng nhận được airdrop trên Arbitrum thôi. Và cái con Safe Lossit Safe này nó cũng đã airdrop token cho những người đang người dùng trước rồi, thì mọi người sẽ collect cái ví vào đây, collect ví MetaMask này vào đây nhé. Ở này thì nó hỗ trợ khá nhiều trang khác nhau, layer 2 nữa, Polygon BTC này đấy, web 3 này, ngoài ra Optimin đấy, Ava, mọi người có thể tạo trên trang nào cũng được. Mình đây mình sẽ tạo trên trang trang trên layer 2 ở Arbitrum nhé. Đã ví mọi người sẽ ở đây giới thiệu, mình cũng đã tạo 3 ví, một ví trên Ether và hai ví trên ví ở trên đấy nhá, hai ví ở trên Arbitrum. Mình sẽ chuyển ví khác nữa. Ok, thì để tạo ví mọi người sẽ kích vào đây, chọn chan nhá, tiếp theo là mọi kích vào đây, chọn chan, thêm AD Safe, click grid lưu Safe. Đây mọi người Arbitrum, mọi người kiểm tra lại có đúng không, và bấm continue nhé. Chúng ta sẽ đặt tên cái ví này ARB3 nhé, bấm continue. Thì đây địa chỉ ví, đây địa chỉ ví của mình hiện tại đang nhập đây. Mọi người có thể thêm, đây là một chữ ký, để hai chữ ký mọi người thêm vào đây, sau đó nhập với địa chỉ ví mà mình muốn ký vào. Thêm rồi nhập vào địa chỉ ví ở đây, đặt tên ví CC2 nhá. Ok, nếu mọi người có muốn đa chữ ký muốn thêm thì mọi người cứ thích phải thêm ở đây chữ AD Owen này đấy. Thì đây phần giao dịch yêu cầu, mọi người cần yêu cầu cần mấy chữ ký trở lên thì mình kích cả hai luôn nhá, hai ví, và bấm continue. Đấy, hiện tại thì là có hai chữ ví này cần ký này. Đấy, ok, bấm create nhé, bấm create thì nó mất một chút phí gas để tạo ví, tạo con chắc. Ok, như vậy mình đã tạo được cái con chắc ở trên Lossit phết. Thì bây giờ để mà tiếp tục hoạt động mình bấm get start. Ok, đã tạo, mình bấm continue. Đấy nhá. Đấy, mình chưa hai ví rồi, ví mới tạo nhất gần đây nhất đây. Thì nó cũng có một cái địa chỉ đây, địa chỉ này. Thì hiện tại là số dư trong đây là chưa có nhé, mọi người có thể kiểm tra số dư đây trên Abiscam này. Đấy, hiện tại chưa có gì, nó là nick là con chắc này. Đấy, đây là con chắc. Ok, thì số dư chưa có gì nhá, bây giờ mình sẽ gửi một ít, mình sẽ copy và gửi một ít
ETH và giảm phí để tương tác các ADAPP. Đây nha mọi người, copy mọi người dán phải bỏ chữ A đoạn B đoạn đầu đi này. Đấy. Copy nó có cả chữ A đoạn B. Mình gửi 0.01 nhé. Đấy, như vậy số dư đã hiển thị rồi nhá. Đây. Hiển thị 13 đô đây. Đây mình sẽ gửi thêm một ít USDC vào. 15 USDC vào nhé. Nó cứ copy cái chữ ARB này đầu. Rồi. Gửi 50 USDC vào. Đấy. Đây. Một tí kiểm tra này. Số dư sẽ upload sau, mình sẽ quay lại cái ví của mình. Mình sẽ quy asset này. Thế này nó cập nhật hơi chậm một chút. Đây, mọi người có thể kiểm tra trực tiếp vào cái Amis scan này. Đây. 0.01 và số dư 50 USDC nhé. Quay trở lại cái trang này. Nhưng mà để tương tác, mọi người bây giờ mọi người có thể gửi từ cái ví này, chúng ta có thể gửi đến các ví khác. Gửi này, nhận này. Bây giờ mình sẽ ví dụ để tương tác cái đây, mọi người sẽ kéo thanh này, kéo xuống APP này. Rồi. Đấy thì nó có tương tác rất nhiều APP như AV này. Hop này. Open option ngoài ra Uniswap đấy thì mình sẽ nên vào Uniswap nhé. Vào Uni bây giờ mình sẽ swap USDC sang ETH này, mình sẽ swap 50 nhé, 50 đấy. Thì tốt nhất mọi người để mà hai cái ví xác thực đấy, mọi người sẽ cần phải có một chút ETH ở trên cái hai cái ví này. Nó sẽ hai cái ví, một ví để ký, còn một ví là confirm giao dịch. Thì cái phí confirm đấy sau ấy mọi người cần phải có một ít ETH để đóng phí nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ tương tác trực tiếp vào cái ví ví ký, thì cái ví đầu tiên ấy thực tế nó không cần phải có. Bây giờ mình sẽ bấm swap này. Ok, check lại, kiểm tra lại thông số. Bấm submit. Chờ trên ví MetaMask nó bật lên cửa sổ để chúng ta có thể ký. Ok, ký nhá. Bây giờ nó giao dịch, nó là chuyển sang giao dịch chờ. Mình có thể kích vào đây, nhìn lên. Đấy. Thì hiện tại mới phê duyệt mới có 1 trên 2 tích thì đã phê duyệt này đấy, reject này, mình có thể bây giờ mình có thể reject được nữa. Giờ mình sẽ chuyển sang ví thứ hai. Ok, bây giờ ví này bắt đầu mình muốn xác nhận giao dịch này đúng không, mình sẽ bấm dấu tích này vào. Ok thì nó sẽ hiển thị ra phí là 0.001 ETH, mọi người bấm submit. Đấy, bây giờ mình xác nhận giao dịch nha. Xác nhận. Giao dịch chuyển sang pending. Đấy. Đấy.
Mà chờ một chút rồi lót. À đấy là mới là phê duyệt. Mới là phê duyệt, xác nhận. Bây giờ mình sẽ cần phải hoán đổi. Rồi, bây giờ ta bấm hoán đổi này. Nhận được 0.038 này. PH. Giao dịch. Bây giờ chúng ta cũng lại bấm submit. Lại chờ ký thôi. Rồi, bấm ký. Đây, giao dịch lại chuyển sang vị trí trạng thái này, giao dịch chờ nhá. Mình lại chuyển sang cái ví thứ hai. Ví thứ hai. Bấm mình bấm tích này, bấm confirm. Rồi, ta sẽ lại mất một ít phí nữa. Rồi, xác nhận. Ok, vậy là mình đã swap thành công nhé. Thành công. Nó mất, nó hơi rắc rối so với cái một ví, một chữ ký. Chúng ta còn yêu cầu đảo là qua đảo lại hai ví. Đấy. Kể cả chữ confirm cũng mất hai lần ký. Bây giờ nhá, mình sẽ quay lại. Đây, quay lại home. Qua màn hình chính này. Đấy. Cần chỉ có một. Bây giờ mình sẽ gửi nhá. Mình sẽ gửi token chẳng hạn. Mình sẽ gửi token từ cái ví này vào sang cái tài khoản số 2 của mình. Bấm sao chép. Rồi. Đấy. 10.04 này, mình mới bấm xin này. Dán vào đây. Để chỉ ví ở đây. Rồi. Mình sẽ gửi 0.01. Một, đấy. Bấm review. Giờ mình sẽ submit chữ ký. Ký nhá. Đấy, giao dịch đã chuyển sang trạng thái gọi là giao dịch chờ. Bây giờ mình có thể di dách lại. Đấy, mình thay đổi chẳng hạn, mình muốn di dách ạ. Mình bây giờ lại chuyển sang cái ví tiếp theo. Chỉ cần một trong hai ví di dách là giao dịch sẽ không được thực hiện nhá. Bây giờ giao dịch confirm. Chúng ta sẽ lại mất một chút phí ở ví này. Đấy, bấm xác nhận. Giao dịch đang thực hiện, pending để thực hiện nhé. Ok, bây giờ mình sẽ check tài khoản của mình xem là có check cái tài khoản vừa gửi đến đấy. Đây tài khoản số 2 đây. Đã nhận được 0.01 ETH. Check Amis scan này. Mọi người check vào cái phần intro tên lấy nhá. Đấy, tên intro nó mới xa, còn cái phần giao dịch không có. Nhận được 0.01.